Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh của lời giải 2.com. Ngày hôm nay cô trò mình sẽ cùng học phần ba la mã Reading của Unit 2 với chủ đề Humans and the Environment, con người và môi trường. Và phần ba la mã ngày hôm nay của chúng ta với hoạt động số 1. Chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động số 1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions. Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm, nhìn vào các bức tranh sau và trả lời các câu hỏi. Chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi: Which pictures show a green lifestyle and why? Những bức ảnh nào cho chúng ta thấy đây là một lối sống xanh và chúng ta phải giải thích là tại sao? Rồi, bức tranh A thì các em thấy ở đây là gì? Một người đang đi chợ đúng không nào? Và đựng thực phẩm vào các túi ni lông. Đó. Và bức tranh B thì chúng ta thấy là người nông dân ở đây đang thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp của họ, đang thu hoạch rau củ. Bức tranh C ở đây chúng ta thấy là rác thải đang có rất là nhiều ở trên đường. Và bức tranh D là một bức tranh miêu tả hành động Please turn off lights when not in use. Tức là làm ơn hãy tắt đèn khi mà chúng ta không sử dụng. Như vậy thì nhìn qua thì các em cũng đã biết là bức tranh nào cho chúng ta thấy một cái lối sống xanh, đúng không nào? Ta thấy là bức tranh B và bức tranh D cho chúng ta thấy đây là một lối sống xanh. Bởi vì bức tranh A là sử dụng quá nhiều túi ni lông. Thay vì sử dụng túi ni lông để có một cuộc sống xanh, chúng ta có thể chuyển sang sử dụng túi mà vải mà chúng ta mang đi. Đấy, hoặc là túi mà có thể tái sử dụng được. Đấy, hoặc túi dễ phân hủy. Rồi, còn bức tranh C thì chúng ta thấy là rác thải rất là nhiều, thế nên là ảnh hưởng rất là nhiều đến môi trường. Đây không phải là green lifestyle. Còn bức tranh B thì sao? Bức tranh B chúng ta thấy là người đàn ông đang thu hoạch những cái rau củ hữu cơ và làm giảm thiểu những cái chất hóa học mà độc hại ở trong thực phẩm và để bảo vệ môi trường. Đây là những cái hoa quả, rau củ rất là hữu cơ. Còn bức tranh D thì cái tín hiệu và cái biển báo này cho chúng ta thấy là chúng ta hãy tắt đèn đi là một hành động, tắt đèn khi không sử dụng, đây là một hành động của việc rất là saving electricity, tức là rất là tiết kiệm điện, tiết kiệm điện năng và giúp cho cuộc sống của chúng ta cũng như là môi trường của chúng ta được nên trở nên xanh hơn. Để trả lời cho câu hỏi này, các em có thể tham khảo câu trả lời của cô nhé. Chúng ta có thể trả lời như sau. Pictures B, D show a green lifestyle. In picture B, the man is harvesting organic food, which reduces harmful chemicals in food and protect the environment. In picture D, the sign show us the activities of saving electricity, which have our life and environment to be greener. Bức tranh B và bức tranh D đã cho chúng ta thấy một cuộc sống xanh. Ở bức tranh B, người đàn ông đang thu hoạch những cái thực phẩm hữu cơ, cái mà sẽ làm giảm thiểu những cái chất hóa học độc hại ở trong thực phẩm và giúp bảo vệ môi trường. Còn bức tranh D, tín hiệu ở đây cho chúng ta thấy đây là một hành động tiết kiệm điện, cái mà sẽ giúp cho cuộc sống và môi trường của chúng ta trở nên xanh hơn. Đấy, các em có thể tham khảo câu trả lời của cô và chúng ta có thể ghi lại cẩn thận vào trong vở nhé. Được chưa nào? Rồi, đấy là phần số 1 của phần reading. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính của bài reading ngày hôm nay. Number 2. Read the following text and choose the best title for it. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn sau và lựa chọn cái tiêu đề hay nhất, phù hợp nhất cho cái đoạn văn này. Và trước khi chúng ta lựa chọn tiêu đề thì chúng ta sẽ nhìn vào cái phần tips này một chút. Đấy là cái lưu ý cho các em khi mà các em làm bài đọc.
Thì các em để ý giúp cô cái lưu ý đầu tiên ở đây của chúng ta là when you choose the best title. When you choose the best title, you should the first is read through the whole text. Khi mà các em muốn chọn được cái tiêu đề chính xác nhất thì đầu tiên là các em nên đọc xuyên suốt cả bài văn, cả đoạn văn. Number 2 is pay attention to the opening paragraph. Tức là chúng ta sẽ phải để ý vào những cái đoạn văn mở đầu. Tập trung để ý vào đoạn văn mở đầu. Thường thì đoạn văn mở đầu sẽ cho chúng ta thấy được những cái nội dung chính mà người ta sẽ dự định sẽ viết. Thế nên là đọc đoạn văn mở đầu sẽ giúp cho các em có thể hình dung được cái nội dung chính của cả bài văn. Number 3 is choose the title that best represent the idea of the whole text, not just part of it. Chúng ta sẽ lựa chọn cái tiêu đề mà nó sẽ mô tả được hầu hết những cái ý tưởng ở trong cả đoạn văn chứ không phải là chỉ một phần. Tức là khi mà chúng ta đã đọc xong được cái tìm cái tiêu đề thì có những cái tiêu đề mà nó chỉ đại diện cho một phần thôi. Đấy, chứ không phải đại diện cho cả bài. Thế nên là chúng ta phải lựa chọn cái nào mà nó bao phủ, bao quát nhất. Được chưa nào? Ở đây chúng ta có 3 đáp án. Đáp án A là Green Living. Đáp án B là Green Issue. Và đáp án C là Green Product. Green Living có nghĩa là cuộc sống xanh. Còn Green Issue tức là những cái vấn đề liên quan đến lối sống xanh, các vấn đề xanh. Còn Green Product là các sản phẩm xanh. Được chưa nào? Các em đọc đoạn văn và các em sẽ chú ý đến những cái phần đầu tiên, những cái đoạn đầu tiên hoặc những cái từ vựng mà được tô đậm. Được chưa nào? Cô sẽ dịch qua đoạn này nhé. More and more people adopt a green lifestyle. Có càng ngày càng nhiều người thực hiện một lối sống xanh. It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle. Đấy là một cái lựa chọn để chúng ta có thể thực hiện để làm thay đổi. Đến thay đổi và làm thay đổi và có được một cái cuộc sống nó xanh hơn cũng như là nó bền vững hơn. There are many things you can do to become an eco-friendly person. Có rất là nhiều thứ mà bạn có thể làm được để trở thành một người thân thiện với môi trường. Here are some of them. Sau đây là một số thứ mà bạn có thể làm. The first is turning off your appliances when they are not in use. Chúng ta hãy tắt những cái thiết bị khi mà chúng không được sử dụng. This is one of the easiest way to save energies and reduce your carbon footprint. Đây là một trong những cách dễ nhất để có thể tiết kiệm năng lượng và làm giảm thiểu lượng khí thải carbon mà bạn sản sinh ra. It also have reduced energy bills and prevent any dangerous situation such as fire or an explosions. Nó cũng sẽ giúp chúng ta giảm thiểu cái bill tức là những cái hóa đơn tiền điện và giúp chúng ta bảo vệ như khỏi khỏi bất cứ những cái trường hợp nguy hiểm nào, ví dụ như là fire tức là cháy, gọi là những cái vụ hỏa hoạn hoặc là những cái vụ nổ. Thứ hai, buying products that are grown using small natural and organic methods. Chúng ta sẽ mua những sản phẩm mà nó được trồng sử dụng nhiều những cái phương pháp được trồng và sử dụng nhiều những cái phương pháp tự nhiên cũng như là phương pháp hữu cơ. This have reduced the use of harmful chemicals in food. Nó sẽ giúp giảm thiểu cái việc sử dụng những cái chất hóa học độc hại ở trong thực phẩm. Organic food is better for us because it is safe and healthier. Những cái thực phẩm hữu cơ thì tốt cho chúng ta hơn bởi vì là nó an toàn và nó lành mạnh hơn. It also tastes better và vị của nó cũng ngon hơn. Cutting down on plastic use. Chúng ta sẽ làm giảm cắt giảm cái lượng việc sử dụng chất nhựa, việc sử dụng nhựa. This really helps the environment because it takes many years for plastic waste to break down into small pieces. Nó sẽ thực sự giúp cho môi trường bởi vì nó
cái việc mà rác thải ạ có thể gọi là breakdown, tức là nó có thể biến thành những cái phân hủy thành những cái mảnh nhỏ, thì nó take many years, tốn rất là nhiều năm. Bring a reusable bags when you go shopping and your own refillable bottle instead of buying bottled water. Chúng ta sẽ mang những cái túi mà có thể tái sử dụng được khi chúng ta đi mua sắm, và sử dụng những cái chai lọ mà có thể tái sử dụng được thay vì sử dụng những cái chai lọ mà đóng sẵn. Number 4 is recycling as much as possible. Chúng ta có thể tái sử dụng, tái chế nhiều nhất có thể. This prevents pollution because it reduces the need to collect new raw material and protects natural resources such as water and trees. Nó sẽ làm giảm thiểu, nó sẽ ngăn cản những cái ô nhiễm môi trường, bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu đi cái sự cần thiết của chúng ta để có sự cần thiết để có thể sưu tầm những cái nguyên liệu mà thô và làm bảo vệ những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, ví dụ như là nước và cây cối. So don't throw away your used household items, but sort and recycle them. Thế nên là chúng ta đừng vứt đi những cái sản phẩm, những cái vật dụng, những cái đồ gia dụng mà đã được qua sử dụng, mà chúng ta nên sort, tức là nên phân loại và tái chế chúng. Rồi, đấy là nội dung của cái đoạn này. Và khi mà cô dịch thì cô có thể dịch toàn bài cho các em. Tuy nhiên thì khi các em đi thi hoặc chúng ta làm bài thì chúng ta chú ý là ở đây người ta chia ra làm rất là nhiều cái luận điểm nhỏ. Thế nên là chỉ cần các em có thể đọc được những cái luận điểm, bốn cái luận điểm chính ở đây, các em có thể đoán mường tượng được cái nội dung chính của toàn bộ bài đọc này rồi. Đúng nào? Và chắc chắn là chúng ta thấy là ở đây là nói về cái lối sống xanh. Đáp án A là green living. Đúng không nào? Ở đây đề bài bày cho chúng ta bốn cách để có được một lối sống xanh hơn. Nên tiêu đề 1 là cái tiêu đề mà bao phủ nhất và hay nhất. Đáp án A các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta cùng sang đến bài số 3. Tiêu đề của bài số 3 như sau. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrase in the text. Bây giờ chúng ta sẽ khoanh tròn những cái ý nghĩa đúng của những cái từ được in đậm hoặc là những cái cụm từ được in đậm ở trong đoạn văn. Từ đầu tiên ở câu số 1 là sustainable. Đáp án A, causing little or no damage to the environment. Tức là gây ra rất là ít hoặc là gây ra sự phá hủy ít hoặc là không có sự phá hủy đến môi trường. Đáp án B là bringing no benefits to the environment, không mang đến một lợi ích nào cho môi trường. Rồi, như vậy thì ở câu số 1 các em có thể thấy ở trên đây từ sustainable lifestyle đã xuất hiện. Và vừa nãy cô có dịch là khi mà càng nhiều người thực hiện lối sống xanh, đây là một lựa chọn để khiến chúng ta thay đổi, để có một cuộc sống xanh hơn và như thế nào nhỉ? Bền vững hơn. Sustainable là tính từ bền vững. Như vậy, một lối sống bền vững thì không thể nào mà không mang lại cái lợi ích gì cho môi trường được, mà phải là gây ra rất là ít cái tổn hại đến môi trường, hoặc không có tổn hại nào đến môi trường. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu này là đáp án A các em nhé. Rồi, còn câu tiếp theo, câu 2, Organic. A, without the use of animal organs. Không sử dụng những cái organ là những cái cơ quan hoặc là nội tạng. Không sử dụng nội tạng động vật. Còn đáp án B là without the use of chemical, tức là không sử dụng chất hóa học. Như vậy câu này chúng ta thấy là organic nó mang ý nghĩa là gì đấy? Ở đây ta thấy là khi mà người dân mua nhiều những cái sản phẩm được trồng và sử dụng bằng những phương pháp tự nhiên và phương pháp hữu cơ. Organic có nghĩa là hữu cơ, tức là không sử dụng chất hóa học. Ta chọn đáp án B. Câu 3, cutting down on, reducing hoặc là reusing. Reducing là làm giảm,
Reusing là tái sử dụng. Ở đây cô có nói về cái tiêu đề số 3, đấy là làm giảm thiểu cái lượng nhựa mà chúng ta sử dụng, đúng không? Cutting down là cắt giảm. Thế nên là chúng ta sẽ chọn đáp án A là nghĩa gần nhất, reducing. Câu 4, natural resources có nghĩa là tài nguyên thiên nhiên. Đáp án A, material supporting life, tức là những cái vật liệu mà có thể hỗ trợ cho cuộc sống, cho đời sống. Hoặc đáp án B là những cái chất liệu, những cái vật liệu, nguyên liệu mà có thể làm ảnh hưởng hoặc gây hại đến cuộc sống. Như vậy là tài nguyên thiên nhiên của chúng ta thì phải là một điều mà hỗ trợ cho cuộc sống rồi. Đáp án A các em nhé. Đây, ví dụ tài nguyên thiên nhiên ở đây ví dụ như là water and tree, nước và cây cối chẳng hạn. Được chưa nào? Như vậy, câu 1 ta chọn A, câu 2 ta chọn B, câu 3 ta chọn A và câu 4 ta chọn A. Rồi, chúng ta sang hoạt động số 4. Hoạt động số 4 với đề bài như sau. Read the text again and decide whether the following statements are true or false. Chúng ta sẽ đọc lại đoạn văn và đoán xem các câu khẳng định sau đây đúng hay sai. Câu số 1. Green living is now compulsory for many people. Câu này có nghĩa là cuộc sống xanh hiện nay đều là điều bắt buộc đối với nhiều người. Từ compulsory này ở đây có nghĩa là bắt buộc. Thế vậy chúng ta sẽ tìm xem ở đâu nói về việc có bắt buộc hay không. Các em để ý giúp cô là ở đây chúng ta có, ở cái đoạn văn số 1 đã đề cập đến cuộc sống xanh, cuộc sống bền vững. Thì tác giả có nói là it is a choice when we make to change to a greener and more sustainable lifestyle. Đây là một lựa chọn. Đây là một lựa chọn mà chúng ta thực hiện để thay đổi sang một lối sống xanh hơn và bền vững hơn. Như vậy thì câu này không phải là bắt buộc mà là lựa chọn của mỗi người. Chúng ta đều có quyền lựa chọn để sống xanh, đúng không nào? Hoặc không. Câu này chúng ta chọn false các em nhé. Sang câu 2. Turning off electrical appliances is an easy way to save energy. Tắt những cái thiết bị điện là một cái cách rất dễ để có thể tiết kiệm năng lượng. Ở đây chúng ta lại chuyển sang cái phần là tiết kiệm điện và tắt những thiết bị điện. Các em thấy là ở cái phần tắt thiết bị là ở đoạn văn, ngay cái đoạn văn đầu tiên, là cái bước đầu tiên này. This is one of the easiest way to save energies and reduce your carbon footprint. Đây là một trong những cách dễ nhất. Như vậy thì câu này là chính xác, true. Câu 3, it takes a long time for plastic waste to break down. Mất rất là nhiều thời gian để có thể phân hủy rác thải nhựa. Câu này vừa nãy chúng ta cũng đã gặp rồi, đúng không? Phần rác thải nhựa là ở đây. Đây. It takes many years for plastic waste to break down into small pieces. Ở đây người ta chỉ biết lộn ngược lại thôi các em ạ. Nên là câu này vẫn là choose. Câu 3. Cái việc sử dụng những cái chai nhựa mà có thể refillable, tức là có thể rót lại được, tức là chúng ta hiểu là có thể tái sử dụng được ấy, thì không được khuyến khích. Việc sử dụng chai nhựa thì các em có thể thấy ở đây rồi. And your own refillable bottle instead of buying bottle water. Đây, bring a reusable bag, mang cái túi có thể tái sử dụng và những cái refillable bottle thay vì là những bottle water. Như vậy câu này là không được khuyến khích thì là không phải, mà cái điều này là điều nên khuyến khích. Phụ. Rồi, đấy là bài số 4. Chúng ta sang bài số 5. Work in pairs, discuss the following questions. Làm việc theo cặp, thảo luận câu hỏi sau. In your opinion, which of the suggestions in the text is the easiest way to live green? Theo cái quan điểm của bạn, thì cái lời khuyên nào, cái lời gợi ý nào ở trong đoạn văn thì là cái cách dễ nhất để có thể sống xanh?
Như vậy thì các em có thể hoàn toàn dựa theo cái ý kiến của mình để chia sẻ. Và ở đây cô sẽ có cái phần ý kiến riêng của mình, các em có thể tham khảo. Ý kiến của cô như sau. In my opinions, turning off the appliance when they are not in use is the easiest way to live green. The only thing we need to do is to remember to turn off electrical device after using them. Theo ý kiến của tôi thì cái việc là chúng ta tắt những thiết bị điện khi mà không sử dụng là cái cách dễ nhất để có thể sống xanh. Và cái điều duy nhất mà chúng ta cần làm đấy là nhớ tắt những cái thiết bị điện sau khi sử dụng chúng. Đây là điều rất là dễ đúng không các em? Nên là cô sẽ chọn turning off the appliances. Đó. Các em hoàn toàn có thể dựa theo cái ý kiến của mình để trả lời phần discussion này nhé. Rồi, như vậy là cô đã hoàn thiện xong. Chúng ta đã hoàn thiện xong bài tập của phần reading ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta kết thúc cái bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng ôn lại một số cái từ vựng quan trọng của bài này các em nhé. Rồi, ở đây cô có một số từ vựng quan trọng của Unit 2 để các em cùng ôn tập. Từ vựng số 1, đấy là Sustainable Lifestyle, có nghĩa là lối sống bền vững, đây là một danh từ. Number 2, Eco-Friendly, tính từ, có nghĩa là thân thiện với môi trường. Number 3, Appliances, danh từ, thiết bị. Number 4, Carbon Footprint, danh từ, lượng khí thải carbon. Number 5, Organics, tính từ, hữu cơ. Number 6, Harmful Chemicals, danh từ chất hóa học độc hại. Number 7, Refutable, tính từ tái sử dụng được. Number 8, Raw Material, danh từ chất liệu thô. Number 9, Natural Resources, tài nguyên thiên nhiên. Pollution is number 10, đây là một danh từ sự ô nhiễm. Recycle, động từ tái chế, đây là một từ rất quan trọng các em nhé. Green Lifestyle, danh từ lối sống xanh. Và Adopt, động từ có nghĩa là thực hiện và áp dụng. Các em hãy ghi lại các từ vựng này vào trong vở nha. Rồi, như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi video.